Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một mẫu đèn pin chỉ có thể miêu tả được bằng 3 từ, đó là ngon, bổ và rẻ. Thật sự cái này không phải nói quá. Cái đèn này nếu mà so sánh giữa tương quan về chất lượng, về tính năng và cái mức giá bán của nó thì có thể nói là vô địch trong tầm giá luôn. Cái này ngon ở chỗ nào thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Còn cái giá bán của nó thì có thể nói là ai cũng có thể tiếp cận được. Cái này có giá chỉ 270.000 và các bạn thấy cái thiết kế của nó gần như giống hệt của Rovivon. Có điều là cái cây này nó chỉ có một cái tên là S11. Trên này không hề có thương hiệu nào. Lý do là bởi cái nhà sản xuất của cái mẫu đèn này, theo tôi được biết thì họ gia công đèn pin cho Rovivon. Có thể trong cái quá trình gia công đấy, họ đã lấy hẳn cái thiết kế của Rovivon và làm ra một cái mẫu đặt tên là S11, không để thương hiệu và bán ra thị trường với một mức giá rất là rẻ. Thực ra cái việc này nó cũng chả có gì là hiếm cả, nó rất là bình thường thôi, nhất là ở bên Trung Quốc. Và người có lợi nhất thì chỉ có thể nói là người tiêu dùng, khi mà chúng ta có một mẫu đèn pin có chất lượng không thua gì của hãng và lại có giá bán cực kỳ rẻ, 270.000, một cái giá mà gần như ai cũng có thể tiếp cận được. Và với cái mức giá bán 270.000 này, chúng ta lại có tới 4 lựa chọn về màu sắc, đó là màu trắng trong, màu trắng đục, màu xanh nước biển và màu xanh lá cây, rất là đẹp và trẻ trung. Đặc điểm của cả 4 cái màu này là cái thân đèn của nó gần như là trong suốt và chúng ta có thể nhìn được hết những cái linh kiện ở bên trong, rất là hay và rất là giống của Rovivon. Ở trên tay tôi lúc này là hộp của cây có màu xanh nước biển. Các bạn thể thấy là mức giá rẻ nhưng mà đóng gói nhìn rất là tử tế và đẹp, không thua gì hàng hãng luôn. Mặt sau chúng ta sẽ có thông số các mức sáng các kiểu. Cái này có độ sáng tối đa là 400 lumen. Ngoài ra nó còn có cả một cái giải đèn led phụ ở đây nữa, rất là nhiều màu, có cả đèn led trắng, xanh, đỏ, UV các kiểu. Và có cả cổng sạc Type-C. Ở bên trong chúng ta sẽ thấy một cây đèn nằm ngay ngắn, rất là gọn, không rườm rà gì cả. Bên này là đựng phụ kiện. Đây là một cái ring để mà đeo vào cái đuôi đèn, chúng ta có thể dùng để móc chìa khóa. Và một cái sợi cáp sạc Type-C khá là dài và chất lượng. Các bạn sẽ thấy là trong cái đèn nó không có hướng dẫn sử dụng, bởi vì hướng dẫn sử dụng nó được in ngay ở mặt sau của cái đèn này. Đây, cái phần này bằng tiếng Anh. Chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng của cái đèn led chính này và cái đèn led phụ. Nhưng mà lát nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn, không cần phải để tâm đến cái này. Đây là nhân vật chính của chúng ta, S11, một cái đèn không có thương hiệu, chỉ có đúng một cái tên là S11, rất là đơn giản. Cái thiết kế cái này nếu mà không ai bảo thì ai cũng nhầm là của Rovivon ấy, bởi vì nó giống đến 99%, rất là nhỏ gọn, bằng đúng ngón tay cái này, có khi còn nhỏ hơn. Và trọng lượng của cây này, cả pin ở bên trong là chỉ 18g, một cái trọng lượng phải nói là không thể nhẹ hơn được nữa. Với cái trọng lượng này chúng ta hoàn toàn có thể đeo cái đèn vào cổ, đeo vào chìa khóa hoặc là để vào túi, mà nó gần như không gây cảm giác khó chịu hay là vướng víu gì cả. Trước tiên là sẽ cùng xem qua một chút về thiết kế của cây S11 này. Rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Toàn bộ vỏ của cái đèn là được làm bằng vật liệu là polycarbonate. Đây là một cái loại nhựa rất là đặc biệt, nó được ứng dụng rộng rãi ở trong đời sống, kể cả lĩnh vực dân sự lẫn quân sự. Và theo như tôi biết thì cái nhựa polycarbonate này này, nó còn được ứng dụng để làm các vật liệu chống đạn. Vì thế các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái độ bền của nó. Và cái chất liệu này cũng là cái chất liệu chính mà Rovivon họ dùng cho đèn của họ. Vì thế chúng ta không ngạc nhiên gì khi mà cái cây S11 này cũng dùng cái polycarbonate. Cầm cái đèn cho một cái cảm giác rất là cứng cáp và chắc chắn, không hề có một cái cảm giác ọp ẹp nào. Đây, các bạn thấy tôi bóp này, không hề ọp ẹp một tí nào, rất là cứng cáp luôn. Mặc dù cái vỏ đèn này là hai mảnh nó ép lại, nhưng mà cái này chắc là nó ép nhiệt rất là kín. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy một đường ép ở đây, một đường nối giữa hai cái mảnh, nhưng mà nó rất là khít, có thể coi là liền khối luôn, cực kỳ nhỏ. Đầu đèn thì phần này là làm bằng thép không gỉ. Nhìn tổng thể thì cây đèn nó rất là đẹp và sang trọng. Như ở Rovivon, cái đầu này có thể tháo ra được. Đây, cây này nó cũng vậy, cái đầu các bạn có thể tháo nó ra được. Đây là cái vòng bezel này. Các bạn có thể thấy là nó có tận hai cái lớp gioăng cao su chống nước luôn, một cái ở đây và một cái ở mặt kính này này, rất là tử tế. Và chúng ta có thể tháo cả cái bộ ruột của nó ra. Cái này lựa lựa nhé, bộ đèn nó cũng khá nhỏ. Không phải tháo bộ ruột được, chỉ tháo được cái phần thấu kính ra thôi. Nếu mà cây Rovivon thì chúng ta có thể rút được cả cái phần này ra này, nhưng mà cây này thì lại không tháo được. Nhưng mà thôi, không có vấn đề gì. Cái chất liệu nhựa này làm rất là đẹp và chúng ta có thể nhìn hết được nội tạng bên trong, các bảng mạch. Đây là viên pin của nó này. Và viên pin này có dung lượng là 500 mAh. Ở ngay dưới đuôi đèn là chúng ta sẽ có một cổng sạc Type-C.
cái cổng này đậy bằng một cái nắp cao su. Tuy nhiên là cũng giống như của Rovivon thì tôi thật sự là tôi chưa ưng làm cái nắp đậy này, bởi vì nó không quá chặt đâu. Các bạn nhìn thấy này, cậy nhẹ một phát là nó bật ra rồi. Mà cái cổng sạc này thì nó lại không được thiết kế chống nước từ bên trong. Có nghĩa là trong quá trình sử dụng mà các bạn vô tình là bật cái cổng sạc ra thì nước nó có thể lọt vào đây gây hỏng cái đèn. Đây là một điểm mà tôi thấy chưa ưng lắm. Và đúng là không có thứ gì hoàn hảo cả. Tôi nghĩ là nhà sản xuất phải làm lại cái cổng sạc này, làm lại cái nắp đậy cho nó chặt và nó kín hơn. Nếu các bạn mà muốn kiểu chắc chắn ấy thì có thể kiếm một cái sợi dây chun bản nó to và có thể buộc phát vào đây. Đây, cái bản dây chun nó chỉ cần to từng này, các bạn buộc vào thì nó sẽ ép chặt cái cổng sạc hơn. Chứ còn đợi nhà sản xuất thay đổi thì tôi nghĩ là khá là lâu đấy. Cái cổng sạc Type-C này cho phép chúng ta có thể sạc trực tiếp cho cái đèn thông qua nguồn USB 5V như kiểu từ sạc dự phòng, sạc điện thoại và sạc máy tính. Thì bây giờ tôi sẽ cắm thử để xem cái dòng sạc của nó là bao nhiêu. Khi mà sạc ở trên chỗ này nó sẽ có một cái đèn LED báo đỏ, và khi mà pin đầy cái đèn này nó sẽ chuyển sang màu xanh lá cây. Dòng sạc của cây này là vào khoảng 0,3A ở điện thế 5V. Với cái tốc độ sạc này chúng ta sẽ mất khoảng hơn một tiếng một chút thôi để sạc đầy cho viên pin này. Đây là một tốc độ rất là nhanh so với một cái đèn cỡ nhỏ như này. Cái việc mà trang bị sẵn cả pin, cả cổng sạc, các thứ, tất cả tích hợp cho một cái đèn nhỏ như này thì tôi thấy thật sự đây là một thiết kế rất là hay, rất là thông minh. Nó cho chúng ta một cái cảm giác kiểu rất là nhẹ đầu, không phải suy nghĩ nhiều khi mà sử dụng cái đèn. Hết pin chỉ cần cắm sạc chứ không cần phải nghĩ là mua pin mới ở đâu hay là thay pin như nào. Đặc biệt là dành cho những người chưa tiếp xúc nhiều với đèn pin siêu sáng như kiểu các chị em phụ nữ chẳng hạn. Thì có một cây này được tích hợp sẵn tất cả mọi thứ sẽ rất là hay. Một cái điểm tôi rất là thích ở cây S11 này đó là cái đuôi đèn của nó được tích hợp hai cái viên nam châm. Hai cái viên nam châm này cho phép nó hít lên nhiều bề mặt kim loại để chúng ta có thể sử dụng đèn rảnh tay ở nhiều cái vị trí khác nhau. Nhìn hai cái nam châm này nó nhỏ thì thôi nhưng mà nó hít rất là mạnh và chắc chắn nên là các bạn có thể an tâm mà sử dụng. Ở trên thân đèn sẽ là vị trí đặt một cái công tắc chính. Cái công tắc này là công tắc điện tử được bọc một cái núm cao su. Và nó được làm lồi lên như này nên là các bạn kiểu rút cái đèn ra ở trong túi dùng trong bóng tối thì có thể bấm được luôn mà không kiểu bị trật tay hay là kiểu bị ấn nhầm. Nhiều cái đèn nhé, nó là một cái công tắc cao su ở bên này và mặt bên này nó để cổng sạc, thành ra là chúng ta rất là hay bị bấm nhầm vào cái vị trí cổng sạc thay vì cái công tắc. Nhưng mà cái thiết kế này thì tôi cho là rất là ổn áp. Điểm cuối cùng cần nói về thiết kế của cây S11 chính là hệ thống quang học. Chúng ta sẽ có một cái đèn LED chính và một cái giải gồm 4 cái LED phụ như này. Cái đèn LED chính của S11 nó sử dụng bóng LED của Samsung. Cái LED này có mã là LH351B. Đây là một con LED có hiệu suất rất là tốt, ánh sáng rất là đẹp và đều. Đặc điểm của LED Samsung là nó cho chúng ta cái ánh sáng tỏa khá là rộng. Và cái đèn chính này nó kết hợp với một cái hệ thống thấu kính TR. Cái thấu kính TR nó cho chúng ta cái beam sáng nó rất là rộng về chóa, nhưng mà nó lại tối ưu được cái kích thước của cây đèn. Tiếp đến là chúng ta sẽ có 4 cái LED phụ ở bên thân như này. Đầu tiên là LED ánh sáng trắng. Cái LED ánh sáng trắng này nhà sản xuất họ không nói rõ độ sáng tối đa của nó là bao nhiêu, nhưng mà tôi nhìn có thể ước lượng được đó trong khoảng từ 50 cho đến 80 lumen. Đây là một cái độ sáng khá là ổn. Và cái ánh sáng trắng này nó sẽ tỏa ra rất là đều, nhưng mà nó chỉ cho chúng ta sử dụng ở tầm gần được thôi. Nó phù hợp để chúng ta kiểu tìm đồ ở loanh quanh hoặc là đọc sách, đọc bản đồ rất là hay. Đây là chế độ nháy trắng, có thể dùng để mà báo hiệu. Đây là LED UV. LED UV thì có một cái ứng dụng rất là hay, đó là nó có thể soi được tiền, soi được giấy tờ giả. Và chúng ta đã được tích hợp sẵn cho một cái cây đèn nhỏ như này. Đây là LED ánh sáng đỏ. LED ánh sáng đỏ có thể dùng để mà báo hiệu, để mà soi sáng ban đêm mà nó không gây chói mắt, đặc biệt là nó không gây thu hút côn trùng. Đây là chế độ nháy đỏ, có thể dùng để mà cài ở ba lô để giúp chúng ta có thể định vị được vị trí khi mà chúng ta đi leo núi vào ban đêm. Và đây là một chế độ nháy rất là thú vị, nháy xanh, nháy đỏ. Cái này nó kiểu nháy như kiểu cảnh sát ấy, nó nháy theo một cái tần số kiểu khá là hay. S11 nó cho chúng ta một cái độ sáng 400 lumen cho một cái kích thước rất là nhỏ gọn. Và ngoài ra chúng ta sẽ có thêm là 4 cái độ sáng phụ nữa. Cái này lát nữa chúng ta sẽ nói rõ sau. Bây giờ trước khi đến cái khả năng chiếu sáng của cái đèn thì tôi sẽ nói một chút về cái giao diện sử dụng của nó. Tất cả mọi chức năng của S11 đều được thao tác qua cái công tắc ở trên thân và chúng ta sẽ sử dụng như sau. Cái độ sáng tối đa 400 lumen nó là một cái độ sáng tạm thời, tức là chúng ta không thể bật nó cố định trong thời gian dài được bởi vì nó sẽ làm đèn rất là nóng. Để kích hoạt cái độ sáng 400 lumen này, khi mà đèn đang tắt chúng ta nhấn giữ công tắc, nó sẽ kích hoạt ngay lập tức cái chế độ 400 lumen. Và ngay khi chúng ta nhả tay ra, đèn nó sẽ tắt.
nhấn giữ, 400 lumen, nhả tay ra, đèn tắt. Còn nếu chúng ta muốn kích hoạt cố định cái đèn led chính này thì khi đèn đang tắt, chúng ta nhấn công tắc nhanh 2 lần. Nó sẽ bật ở cái chế độ sáng cuối cùng mà chúng ta sử dụng. Cái này có 4 mức sáng phụ. Đây là độ sáng 2 lumen. Độ sáng 2 lumen này có thể sử dụng liên tục trong vòng 32 tiếng đồng hồ, rất là ấn tượng. Chúng ta sẽ nhấn công tắc một lần để chuyển lên độ sáng tiếp theo. Đây là 25 lumen. Theo thông số của nhà sản xuất thì 25 lumen có thể chiếu sáng được trong vòng khoảng 4 tiếng. Đây là 87 lumen. Có thể sáng trong vòng khoảng 130 phút, tức là khoảng hơn 2 tiếng. Và cái độ sáng cao nhất ở cái chế độ sáng cố định này chúng ta có thể đạt được là 300 lumen. 300 lumen có thể sáng được trong vòng 2 tiếng, nhưng mà 2 tiếng này nó không phải sáng liên tục ở 300 lumen mà nó sẽ duy trì ở cái mức sáng này trong vòng khoảng vài phút thôi, rồi nó hạ xuống cái độ sáng thấp hơn. Cái điều này cũng không có gì gọi là ngạc nhiên cả, bởi vì S11 là một cái đèn pin có kích thước rất là nhỏ và nó chỉ có cái phần đầu làm bằng kim loại thôi. Tức là chỉ có cái phần đầu đèn này nó mới có cái khả năng tản nhiệt. Vì thế mà cái đèn nó phải hạ cái độ sáng xuống để mà nó tránh bị quá nhiệt. Đây là một cái tính năng để bảo vệ. Và chúng ta muốn tắt đèn thì nhấn giữ khoảng 0,5 giây. Thân tắt lại này. Nhấn giữ, kích hoạt 400 lumen, thả đèn ra đèn tắt. Nhấn 2 lần để sáng cố định ở cái mức sáng cuối chúng ta sử dụng. Nhấn 1 lần, chuyển qua lại 4 mức sáng. Và nhấn giữ 0,5 giây để tắt đèn. Bây giờ là đến cái giải led phụ ở bên thân. Khi mà đèn đang tắt, chúng ta nhấn công tắc 3 lần. Cái led phụ này nó sẽ mặc định là nó bật cái chế độ đèn led trắng trước. Sáng rất là tốt. Và chúng ta nhấn 1 lần để chuyển qua lại các chế độ. Đây là nháy trắng này. Đây là đèn UV này. Đây là đèn led đỏ. Nháy đỏ. Và nháy xanh đỏ. Để tắt đèn, chúng ta sẽ nhấn giữ 0,5 giây. Rất là đơn giản. Như tôi nói thì cái led phụ này khi mà chúng ta bật lên nó sẽ mặc định là ở cái chế độ sáng trắng thôi, chứ nó không có nhớ mức sáng cuối được sử dụng. Đây là một cái giao diện sử dụng phải nói rất là đơn giản và trực quan, và tôi thấy là ai cũng có thể làm quen được, ngay cả những người mà chưa tiếp xúc với đèn pin siêu sáng bao giờ, dùng rất là đơn giản. Tuy nhiên là cái cây S11 này lại thiếu đi một cái chế độ, đó là cái chế độ khóa an toàn. Cái chế độ khóa an toàn này nó có cái chức năng chính là nó tránh cho việc đèn khi mà các bạn để trong túi quần hoặc là để trong ba lô mà có cái gì đấy nó cấn lên công tắc thì nó sẽ vô tình là bật cái đèn. Thì cây S11 này lại chưa có cái chức năng đấy. Đây là một điều khá đáng tiếc. Nhưng mà không sao, chúng ta thường dùng nó để treo chìa khóa hoặc là có thể đeo cổ cũng được. Có khi mà bỏ trong ba lô hay là trong túi thì các bạn nên cẩn thận một chút, đừng để cái công tắc này nó bị cấn. Như tôi đã nói, cái đèn chính của S11 nó có tổng cộng là 4 mức sáng phụ và một cái mức turbo có độ sáng tối đa là 400 lumen. 400 lumen thật sự rất là ấn tượng. Nhưng mà cái độ sáng này nó làm đèn nóng rất là nhanh. Khi mà chúng ta nhấn giữ như này thì sau khoảng 10 giây đã thấy nhiệt tỏa ra được cái đầu đèn rất là lớn. Cũng chính vì thế mà nhà sản xuất không để cái chế độ 400 lumen này làm cái chế độ sáng cố định, mà nó chỉ gọi là kích hoạt tạm thời thôi. Chưa kể là 400 lumen thì nó làm đèn hết pin rất là nhanh, bởi một viên pin này chỉ có dung lượng là 500 mAh. Còn 400 lumen là một cái độ sáng mà nhiều cái cây đèn nó lớn hơn, thậm chí khoảng gấp 3, gấp 4 lần nó còn chật vật, chứ đừng nói là một cây đèn nhỏ như này. Cái độ sáng thấp khoảng 2 lumen, chiều sáng trong nhà khá là ok. Đây là một cái độ sáng có thể gọi là moonlight, tức là cái độ sáng ánh trăng. Các bạn kiểu thức dậy vào ban đêm mà dùng cái độ sáng này thì có thể đủ để mà tìm đồ loanh quanh mà không gây chói mắt. Độ sáng 25 lumen cũng rất là ok khi mà dùng trong nhà, dùng trong tầm gần, kiểu các bạn đi cắm trại, tìm đồ trong lều, có thể đủ soi để mà đọc sách, để mà nấu ăn được. 87 lumen cũng vậy, 87 lumen có thể nói là một cái độ sáng chuẩn mực để mà dùng ở trong không gian hẹp. Hoặc thậm chí các bạn cũng có thể dùng nó để mà đi dạo ngoài trời cũng được. 300 lumen là cái độ sáng cao nhất của cái đèn này có thể đạt được ở cái chế độ sáng cố định. Và các bạn có thể dùng nó để mà sử dụng ở ngoài trời. Còn ở trong nhà tôi thấy 300 lumen dùng cũng ổn, nhưng mà nó cũng không gọi là cần thiết lắm, bởi vì nó có thể gây quá sáng hoặc là gây đèn nó nhanh hết pin. Tôi đặc biệt rất là thích cái giải đèn led phụ này, đặc biệt là cái chế độ sáng trắng như này. Có thể dùng nó để làm đèn ngủ, hoặc là làm đèn đọc sách, hoặc đơn giản là treo nó ở ba lô, treo ở ngoài lều các kiểu, ứng dụng rất là nhiều. Còn các chế độ nháy này thì có lẽ là tôi sẽ không sử dụng nhiều lắm, bởi vì nó chủ yếu là dùng để báo hiệu thôi. Nhưng mà có cái chế độ sáng UV này này, rất là tiện, có thể dùng để mà soi tiền, soi giấy tờ được. Đây là một cái chế độ mà rất là nhiều người có thể sẽ dùng, đặc biệt là những người kiểu hay phải tiếp xúc với tiền hoặc là giấy tờ mà cần phải kiểm tra. Chế độ sáng đỏ cũng vậy, cái này chắc là tôi cũng ít dùng thôi. Nháy cũng thế. Cái nháy xanh, nháy đỏ này tôi nghĩ là để cho đẹp, chứ cái ứng dụng của nó chắc là cũng không nhiều. Có chăng cũng chỉ là để kiểu chúng ta bị hỏng xe buổi tối thì có thể bật cái chế độ này lên để cho người đằng sau biết được là mình đang bị hỏng xe
và người ta tránh thì sẽ an toàn hơn. Còn bây giờ các bạn hãy cùng xem cái khả năng chiếu sáng của cái S11 này ở điều kiện ngoài trời. Ok, chúng ta bị dính một chút cái đèn ở cái sân bóng kia, nhưng mà tôi nghĩ nó không ảnh hưởng gì lắm đâu. Chúng ta sẽ test được cái đoạn này thôi. Đầu tiên là cái chế độ burst 400 lumen. Thật sự là cạn lời. Tắt đi này, bật lên. Các bạn thấy thế nào nhỉ? Rất là ấn tượng. Một cái đèn vệ tí như này dí phát lên 400 lumen, sáng rực cả con đường. Ánh sáng tỏa đều, rất là đẹp và mịn. Đúng kiểu đây là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo để các bạn có thể dùng một tầm gần đấy. Thế nhưng mà 400 lumen nó không duy trì được lâu đâu. Chắc được chưa đầy một phút nó đã hạ rồi. Bởi vì đó là một cái độ sáng khá cao so với một cái đèn cỡ này. Bây giờ lên độ sáng thấp hơn này, 300 lumen này. 300 lumen là một cái độ sáng rất là chuẩn mực. Và tôi thấy dùng ở cái độ sáng này là ổn đấy. Nó không chênh với 400 lumen quá nhiều đâu, nhưng mà nó lại duy trì được khá là ổn định. Và chúng ta vẫn có thể đủ để nhìn trong khoảng 15 mét độ lại. Ánh sáng rất là tốt. Tôi thực sự rất là thích cái kiểu tỏa rộng và đều mịn của cái ánh sáng này. Đấy, đúng là kiểu rất là thực dụng luôn. Chuyển sang độ sáng thấp hơn này. Đây là 87 lumen. 87 lumen cũng rất là đủ dùng. 87 lumen dùng ở trong nhà tôi thấy rất là ok, nhưng mà ở ngoài trời vẫn đủ cho các bạn nhìn trong khoảng 10 mét đổ lại. Kiểu chúng ta đi dạo loanh quanh buổi tối thì 87 lumen là ok đấy. Đây này, nhìn được kiểu tầm gần như này. Cái mức 87 lumen này thì dùng một phát để hết pin luôn nhé, không cần phải hạ sáng hạ siếc gì đâu. Rất là ổn định. Dùng ở tầm gần rất là tốt. Ánh sáng siêu đẹp. 25 lumen thì gọi là đủ cho các bạn. Đây, nhìn ở tầm này chắc khoảng 3 mét, 3 đến 5 mét nhìn rất là ổn. Tắt thử đi nhé. Đây, bật lên này, 25 lumen. Kiểu chúng ta đi câu cá thì dùng 25 lumen tôi thấy là ok. Dùng trong nhà, dùng đọc sách các kiểu. Còn đây là 2 lumen. 2 lumen thì dùng đấy, chỉ gọi là soi được trước bàn tay thôi, chứ dùng ngoài trời thì 2 lumen cũng không để làm gì đâu. Cái đèn bên thân này thì dùng ở tầm gần thôi. Đây, tầm này. Đó, nó đúng kiểu dùng đèn ở tầm gần thôi. Chứ cái này nó không chiếu xa được lắm đâu. Tôi nghĩ là nó tỏa được khoảng 3 mét đổ lại. Đây nhá, không có đèn này. Có đèn. Cái này dùng chủ yếu trong nhà, trong không gian hẹp, nó ok hơn. Nháy này. Đèn UV này. UV sáng phết đấy, không đùa đâu. Đây là đèn đỏ. Nháy xanh đỏ. À không phải nháy này, nháy đỏ. Đây mới là nháy xanh đỏ này. Đúng kiểu nháy cảnh sát luôn đấy. Tổng kết lại thì thật sự S11 là một cái đèn pin bá đạo trong tầm giá luôn. Thậm chí là nó có thể bán với mức giá khoảng 400-500 nghìn mà nó vẫn rất là bá đạo. Cái mức giá rẻ như vậy là bởi cái cây này nó không có thương hiệu. Chứ nó mà mang cái thương hiệu của Rovivon thì các bạn cứ chuẩn bị tinh thần là cái giá của nó có thể đổi ngược lại. Có nghĩa là khoảng 720 nghìn. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại có một cái đèn rất là toàn diện với một cái mức giá có thể nói là rẻ như cho, chỉ 270 nghìn. Chất lượng hoàn thiện rất là tốt. Từ thiết kế, công năng, khả năng chiếu sáng, giao diện sử dụng đơn giản, tất tần tật mọi thứ đều rất là ok. Chỉ có một điểm duy nhất tôi chưa hài lòng, đó là cái nắp đậy cổng sạc này. Thì các bạn khi mà mua đèn hãy kiểm tra cái nắp đậy này. Những cái cây nào mà nó khít kiểu như này này thì nên lấy. Bởi vì nó vẫn có xác suất, chẳng hạn như cây này, xác suất nó nhỏ thôi. Thì cổng sạc của cây này này không đóng được hết. Đấy, nó vẫn kiểu bị bậy bậy lên. Đấy, nó vẫn kiểu bị lồi lồi lên. Nó rất là hay bị bẩy ra. Thì tôi nghĩ cái này xác suất nó thấp thôi. Vì thế các bạn mua thì hãy check cái cổng sạc này thôi là được. Ok, vậy thì những bạn nào đã mua cái cây S11 này rồi, đang sử dụng rồi thì có thể cho tôi xin cảm nhận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.